Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy thái băm đa năng chế biến thức ăn cho gia súc gia cầm hiện đại nhất hiện nay. Máy thái băm đa năng Takio TK3000 chuyên được sử dụng để băm thân cây chuối ra dạng hạt nhỏ đều mịn, thân cây ngô, cây cỏ voi, các loại cỏ, rau, bèo, lục bình, các loại củ quả, tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn quanh vườn, làm thức ăn cho gia cầm như các loại gà, các loại vịt, gia súc như trâu, bò, dê, heo, các loại cá, thủy, hải sản, vân vân. Máy băm chuối Takio TK3000 là phiên bản cao cấp nhất của dòng máy băm chuối có mặt trên thị trường hiện nay. Máy có thùng cát tông in tên hàng, hình ảnh máy và thông số kỹ thuật chi tiết của máy để bà con có thể phân biệt rõ ràng hàng chính hãng Takio. Thùng cát tông còn có tác dụng giúp máy vận chuyển máy không bị móp méo và chảy xước. Máy băm chuối Takio TK3000 được dập nổi logo Takio trên thùng máy để bà con nhận biết được hàng chính hãng, tránh mua phải hàng nhái hàng giả trên thị trường. Miệng nạp nguyên liệu của máy băm chuối Takio TK3000 được thiết kế hình phễu tròn thẳng đứng, đường kính phía trên rộng 35cm, đường kính phía dưới rộng 16cm, giúp bà con bỏ các loại nguyên liệu một cách dễ dàng và an toàn tuyệt đối. Thân máy được làm bằng thép mạ kẽm cao cấp và được sơn bằng loại sơn chống rỉ chuyên dùng cho tàu thủy rất bền, hạn chế việc ăn mòn và rỉ sét từ môi trường. Nguyên liệu sản xuất khung sườn máy được làm từ sắt V cao cấp chắc chắn. Máy băm chuối Takio TK3000 được thiết kế có hai bánh xe ở phía dưới, kết hợp tay đẩy được lắp hai bên hông máy. Khi di chuyển, bà con chỉ cần kéo tay đẩy ra, tay đẩy giúp làm giảm trọng lượng của máy. Đồng thời phía dưới có hai bánh xe được làm từ lớp cao su đặc nên có độ bền cao, giúp bà con di chuyển từ nơi này đến nơi khác, linh hoạt êm, nhẹ nhàng, đơn giản không mất sức. Máy thái băm Takio TK3000 có hệ thống cầu dao tự động dùng để cấp nguồn điện hoạt động cho máy, cũng như bảo vệ máy khi hệ thống quá tải, sụt áp, ngắn mạch, điện không ổn định, bảo vệ cho máy không bị chập cháy hay giật điện, rất an toàn cho người sử dụng. Máy thái băm Takio TK3000 sử dụng motor 3kW, động cơ cho công suất 4 ngựa, sử dụng dây đồng 100%, motor lỗi được đổi mới trong vòng 12 tháng cho bà con yên tâm sử dụng. Motor kết nối với trục bạc đạn bằng hai sợi dây cu loa chắc chắn, có thể tăng giảm, giúp dây cu loa sử dụng được lâu dài hơn. Hệ thống trục máy được làm bằng thép trục công nghiệp cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản về siêu bền. Máy sử dụng vòng bi bạc đạn chịu nhiệt chất lượng cao cấp, tuổi thọ lên đến 15 năm. Đặc biệt máy băm chuối Takio TK3000 được trang bị hệ thống dao, bao gồm hai lưỡi dao chính được làm từ nhíp ô tô rèn công nghiệp siêu sắc bén, có tác dụng thái cây chuối thành từng lát mỏng. Sau đó chuối được chuyển xuống hệ thống dao băm inox 16 lưỡi chống vỉ, dao băm có tác dụng băm chuối thành hạt nhỏ, mịn, đều và không bị chảy nước cho gà con và vịt con ăn được. Dòng máy thái băm đa năng Takio TK3000 được bảo hành chính hãng 18 tháng, lâu nhất trên thị trường hiện nay. Sau đây là những điều bà con chăn nuôi hay quan tâm về máy thái băm chuối. Tại sao máy băm chuối Takio TK3000 được nhiều gia đình sử dụng? 1. Máy băm chuối đa năng Takio TK3000 hoạt động mạnh mẽ, năng suất của máy băm chuối Takio TK3000 cao. Máy băm chuối hoạt động hiệu quả nhờ động cơ 3kW, có thể băm thái thức ăn dễ dàng. Máy băm chuối Takio TK3000 có thể dễ dàng băm thái cây chuối thành sản phẩm nhỏ, nhuyễn, rất thuận tiện làm thức ăn cho vật nuôi. Năng suất của máy băm chuối Takio TK3000 có thể băm được tới 3 tấn chuối một giờ, đáp ứng đủ thức ăn cho đàn nuôi lớn nên hoàn toàn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. 2. Máy băm chuối Takio TK3000 rất dễ sử dụng, máy có cấu tạo đơn giản, các bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau, do đó việc sử dụng, vệ sinh, bảo dưỡng diễn ra vô cùng thuận tiện. 3. Máy dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Một ưu điểm khác của chiếc máy là được trang bị hai bánh xe nhỏ làm bằng lốp cao su đặc, giúp quá trình di chuyển dễ dàng hơn. 4. Sản phẩm của máy băm chuối Takio TK3000 dùng được nhiều mục đích như băm cây chuối, băm cỏ voi, băm cây bắp, băm lục bình, băm rau bèo, băm các loại củ, quả để làm thức ăn cho gia cầm, gia súc, thủy hải sản ăn trực tiếp. Sản phẩm sau khi băm xong dùng làm phân hữu cơ. 5. 100% các đơn hàng đều được giao hàng hoàn toàn miễn phí tận nơi, nhận máy kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán tiền. 6. Cam kết của công ty Takio, giao hàng nhanh chóng, tại nhà, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, cam kết chất lượng của hàng hóa, cam kết không cung cấp hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa, có giấy tờ cung cấp đầy đủ. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý bà con về dòng máy thái băm đa năng Takio TK3000. Nếu bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video. Bà con hãy đăng ký kênh video để đón xem nhiều dòng máy giảm sức lao động cho bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới.
hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.